rất là sạch nha. Chỉ mấy phút là được một luống. Đấy, nhưng mà chúng ta phải đánh với để bắt cước. Đây này, bắt cước. Đánh dây cước Pháp nhé. Để bắt cước độ thì đánh mới không đứt cước. Mà đánh thoải mái luôn. Ok. Các bạn quan tâm cái máy này thì có thể điện số điện thoại 0976555562 nhé. Ở kênh YouTube là Bắt Cước Cải Tiến Lê Duy. Ok. Cái này phụ nữ đánh là hết này. Rất là nhẹ nhàng.